quốc anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta nếu như bạn vừa gặp một người bạn có cảm giác rất mãnh liệt mặc dù bạn chưa từng gặp người này trước đây bạn có thể vừa kết nối lại với một người nào đó từ kiếp trước của mình Tất cả chúng ta đều có mối liên hệ tiền ký với động vật, con người và thậm chí cả địa điểm. Nếu bạn đã từng tự từ hỏi mình liệu sự luân hồi có phải là sự thật hay không, thì bạn có thể sẽ muốn biết làm thế nào để biết liệu bạn có tìm thấy người mà bạn đã từng biết hay không. Mỗi khi linh hồn của chúng ta rời khỏi một cơ thể vật lý và bước vào một cơ thể mới, chúng ta sẽ có thêm trí tuệ và kiến thức và khi chúng ta gặp một người chúng ta yêu sâu đậm từ kiếp trước là vì chúng ta có sứ mệnh thiêng liêng cùng nhau trong kiếp sống này gặp ai đó từ kiếp trước có thể cảm thấy choáng ngợp nhưng theo một cách tích cực đặc biệt là một người bạn tri kỷ có nghĩa là bạn có một sứ mệnh quan trọng phải hoàn thành với họ trong thời gian ở đây trên trái đất sau đây quốc anh chia sẻ với tất cả các bạn những dấu hiệu tâm linh rõ ràng cho thấy rằng một ai đó có thể là người yêu từ kiếp trước của bạn điều thứ nhất bạn cảm thấy như được ở nhà với họ cuối cùng bạn cảm thấy được hiểu một cách đầy đủ và trọn vẹn bạn cảm thấy mình có thể là chính mình xung quanh họ và họ sẽ không đánh giá bạn trên thực tế họ sẽ đón nhận và chấp nhận bạn vô điều kiện bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi nhìn vào mắt họ giống như bạn đã kết nối với một người hiểu rõ tâm hồn bạn đến tầng cốt lõi điều thứ hai bạn chia sẻ mọi thứ với họ bạn cảm thấy rằng bạn có thể tuôn trào mọi thứ từ tâm hồn mình và họ sẽ không đánh giá bạn bạn chưa bao giờ cảm thấy ai đó lắng nghe và thấu hiểu mình trước đây đến như vậy họ bám vào từng lời nói của bạn và bạn cảm thấy mình quan trọng và được lắng nghe. Họ khiến bạn cảm thấy thoải mái, thanh thản tâm hồn và bạn chưa bao giờ cảm thấy được sống như vậy trước đây. Điều thứ ba, bạn gần như quên đi thực tế xung quanh mình khi ở bên cạnh họ. Thời gian không có ý nghĩa gì khi bạn có họ bên cạnh. Bạn cảm thấy hòa hợp và gắn bó với họ đến mức bạn dễ dàng mất dấu thời gian không gian và tất cả thực tế Điều thứ tư, bạn cảm thấy được kết nối ngay cả khi ở những nơi khác nhau. Ngay cả trong khoảng thời gian xa nhau, bạn vẫn cảm thấy mình có mối liên hệ chặt chẽ với người này. Bạn có thể đã nghĩ về họ trước đây hoặc nhìn thấy họ trong một giấc mơ. Đình mệnh quyết định rằng hai bạn sẽ đến với nhau một lần nữa và bạn đã nghe thấy tiếng gọi từ rất lâu trước khi bạn và người bạn tri kỷ thực sự gặp nhau. Điều thứ năm, bạn có một kết nối tức thì bạn có thể đã cảm thấy bị hiểu lầm và cô đơn trong phần lớn cuộc đời mình nhưng việc gặp gỡ họ sẽ xóa bỏ tất cả những ký ức đau buồn đó bạn có một mối liên kết không thể phá vỡ với họ cảm giác mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì bạn cảm thấy trước đây và bạn có thể nói chuyện và ở bên họ một cách dễ dàng tất cả chúng ta đều ở trong tình huống gặp một người mới nhưng có mối liên hệ sâu sắc và tức thì này đôi khi đến mức có thể đoán trước được những gì họ sẽ nói tiếp theo hoặc cảm thấy như thể họ đã ở trong cuộc sống của chúng ta mãi mãi thông thường điều này có thể có nghĩa là họ đã ở trong một ý nghĩa tâm linh vì loại nghiệp tức thời mà chúng ta cảm thấy với một số người chính xác là như vậy một kết nối nghiệp tiền kiếp và mức độ thoải mái và cảm giác mà chúng ta đã biết một người nào đó chỉ đơn thuần là lịch sử chung của chúng ta bắt kịp chúng ta và diễn ra trong kiếp này. Điều thứ sáu, bạn có thể giao tiếp với họ bằng thần giao cách cảm. Trái tim và linh hồn của bạn đã trở nên hòa quyền vào nhau do mối quan hệ vũ trụ của bạn. Dù đi đâu, bạn cũng có thể nghe thấy nhau và biết chính xác nhau đang nghĩ gì. Bạn có thể nhận thấy những điều như họ đang nói điều gì đó khi bạn đang nghĩ về nó hoặc thường xuyên kết thúc câu nói của nhau. Điều thứ bảy, bạn có một kết nối tâm linh sâu sắc. Kết nối của bạn với họ sâu sắc hơn nhiều so với bề ngoài. Trong khi hai bạn có một mối liên kết mạnh mẽ về thể chất, thì các bạn cũng có cùng quan điểm về mặt tinh thần, tình cảm và tâm linh. Hai bạn cân bằng lẫn nhau và cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi thể hiện bản thân trong mọi khía cạnh và lĩnh vực. Bạn kết nối ở một mức độ rất sâu Và chỉ cần kết nối với nhau Bạn có thể nói chuyện hàng giờ Hoặc không nói chuyện gì cả nhưng vẫn hiểu nhau Chỉ cần ngồi bên cạnh họ Bạn đã cảm nhận được mối dây liên kết không thể phá vỡ này Điều thứ 8 Bạn chưa bao giờ có một kết nối mạnh mẽ như vậy trước đây Bạn không thể nhớ lại bất cứ điều gì Từng cảm thấy như thế này trước đây Bạn cảm thấy kinh ngạc về sự hiền diện của họ rất xúc động trước sự tồn tại của họ. Nó khiến bạn rung động đến cốt lõi. Người tri kỷ khiến bạn trở thành một người tốt hơn và không phải ai cũng có khả năng mang lại sự thay đổi như vậy. Điều thứ tám, họ làm cho bạn được là chính mình. Người tri kỷ của bạn nâng bạn lên chứ không phải kéo bạn xuống. Khi gặp họ, bạn nhận ra rằng bạn cảm thấy mình sống động, sôi nổi và tràn đầy sức sống hơn tất cả các không gian trống đều tràn ngập ánh sáng và bạn nhận thấy tinh thần mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bằng cách nào đó bạn hiểu bản thân mình hơn sau khi gặp họ và cảm thấy như bạn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu dài nguyên lý của âm dương là vạn vật tồn tại như những mặt đối lập mâu thuẫn và không thể tách rời khi hai bạn hợp nhất có một cảm giác mạnh mẽ của các mảnh ghép kết nối và toàn vẹn những phần bạn cảm thấy thiếu sót sẽ được lấp đầy, đặc biệt là những phần bạn không nhận ra là có ở đó. Bạn gặp nhau vào một ngày đồng bộ chẳng hạn như là một ngày 11 tháng 11, ngày 7 tháng 7, 8 tháng 8, 9 tháng 9, ngày 14 tháng 4, 17 tháng 7, 12 tháng 12. Hơn nữa, bạn bắt đầu phát hiện ra sự đồng bộ số này hiển thị trong cuộc sống hàng ngày của bạn có thể là trên địa chỉ nhà số điện thoại biển số xe biển quảng cáo hoặc bất kỳ nơi nào bạn để mắt tới cả hai bạn đều biết vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn sẽ được đến với nhau gần như cả hai bạn đều đang chờ đợi điều đó xảy ra vũ trụ đã an bài cho điều này xảy ra vào đúng thời gian thần thánh thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại